Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thể loại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá cái đầu tiên nha. Scary Teacher 3D. Let's go. Ok, chapter 2. From my delicious cake. Rồi, còn lần này thì mình sẽ phải đi bắt chuột và bẫy chuột, sau đó thì mình sẽ chôn vào ta. Trước mắt thì mình sẽ lên trên tầng 2 này. Let's go. Ok, giờ đợi bà ta vào trong bếp thôi. Sau đó thì mình sẽ đợi được vào bếp sau. Tủ quần áo của bà ta, nhưng mà không thấy quần áo đâu đâu. Wow. Ok, let's go. Và này rất nhiều tổ luôn, nhưng mà trong tổ này không có gì. Sống ở một mình là nhà rất là rộng, đúng là một đại gia ở đây rồi. Ok, mình sẽ xuống đây và bắt chuột. Ok. Let's go. I really am the best chef in the world. Rồi, bây giờ mình sẽ chờ kết quả xem như thế nào. My cake! My precious cake! Ok, và bây giờ các bạn cùng mình khám phá tiếp đến tiếp theo nha. Subway Surfer. Ok, let's go. Cái này là phiên bản update hôm qua, rất là khác luôn, rất là nhiều cái khác và rất là đẹp. Ở đây, đây là đang ở trong một thành phố, không biết là thành phố gì đây. Let's go. Walmart. Thank you.
Chấm này không biết được cái gì. Wow. Đây, chấm nhận 2 lần. Ok, đúng rồi. Oh my god. Wow. Wow, đi luôn. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới kênh thứ 3. Hello, Slipper. Let's go. Okay. Rồi, và mình sẽ đột nhập luôn vào trong ta. Ok, rồi nhảy lên trên mái thôi. Wow, cái này to quá, mình vứt đi. Và cho vỡ hết luôn. Let's go. Vứt luôn những trang này trong này. Rồi, và đây là chiếc chìa khóa để mở cốp xe ô tô. Chúng ta dẫu rất là kỹ luôn. Rồi, bắt đầu chúng ta ra ngoài rồi. Rồi, chúng ta phát hiện ra mình rồi. Chuồn nhanh, bỏ lại. Ok, let's go. Cứ chạy thôi. Thank you.
Okay, let's go. Chạy đi thôi. Rồi, đây là chiếc chìa khóa đầu tiên mà ở tựa game nó giới thiệu. Đó là các bạn phải đi tìm và đột nhập vào trong nhà chúng ta. Okay, let's go. Chúng ta leo mình đi. Rồi, để sang đây. Rồi, tiến tiếp vào bên trong. Let's go, let's go. Rồi, mình sẽ bắt công tắc ở đây. Rồi, giật cầu dao lên, đưa cầu dao lên nào. Ok. Let's go. Khi bạn chạy đến cuối đây thì các bạn đã hoàn thành được phần 1 rồi. Hoàn thành được chapter 1 ACT 1. Ok. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái game thứ 4, Into the Deer. Let's go. Wow, ok. Squeeps. Một chú chó. Wow, let's go. Ờ, xong mình đã có một chú chó đi bảo vệ mình. Yeah, okay, yeah. Đây, của này thì khoai này. Đây, không phải là bọn các bạn sự thương ai. Wow, oh my god. Chưa rồi, hết đạn rồi. Còn mình sẽ đi lại. Được chưa, ok. Ôi chưa, ôi chưa. Wow, wow. Oh my god. Wow.
rất là quá đáng sợ luôn. Oh my gosh. Ok, cái này phải từng ly từng tí, nếu không sẽ chết ngay. Oh my god. Chết rồi. Cái này bị bắt 100% rồi. Ở đấy là kín quá. Ok, rồi bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Sườn quét hồ đô. Sẽ cho anh chàng uống nhiều nước luôn. Sau đó thì anh ta sẽ trêu một con quỷ này. Let's go. Let's go. Rồi, và bây giờ các bạn cùng mình khám phá tập tiếp theo nha. Hello Slayer, he and six. Let's go. Ok. Chỗ game này các bạn phải đi tìm 16 con thú bông tất cả, sau đó thì các bạn sẽ phải bỏ trong cái giỏ. Còn một chiếc đường này để tránh nhìn thấy con quái vật nó nhìn thấy mình. Rồi xuống nước đây để xem có một cái gì ở dưới nước không. Một miếng thịt. Let's go. Rồi ok, và mình sẽ nhảy lên trên này xong có cái gì không? Let's go. Ok man. Đi đường này xem thế nào. Rồi. Let's go. Ồ, oh, có một con thú ở đây. Rồi, còn gì nữa không nhờ? Rồi, mình sẽ tụt xuống từ từ.
Ôi, bị anh chàng kia phát hiện rồi. Nhưng không sao, mình sẽ vứt cái này vào đây. Thêm một hòn đá nữa thì mới đủ để các bạn trèo lên cao được. Hòn đá đó không biết ở chỗ nào nhỉ? Ok, let's go. Xuống ở đây thì cậu ta sẽ không nhìn thấy các bạn. Đó, ok, cái chơi rất đơn giản thôi. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang được cái tiếp theo. Slender Free. Let's go. Ok, và tựa game này thì các bạn phải đi xung quanh cái map bản đồ này, sau đó tìm 7 bức hình. Ở đây là bức hình đầu tiên. Trong tựa game này thì khi gặp Slender, các bạn phải quay đi thật nhanh. Nếu các bạn để cho ông ta nhìn lâu thì các bạn sẽ bị bắt khi mà ông ta đã đủ những cái chân của ông ta lòi ra ở đằng sau lưng. Mà đã đủ bộ chân thì các bạn sẽ không bao giờ chạy được. Lúc đó thì ông ta sẽ bắt các bạn. Còn không thì các bạn phải đi tìm những bức hình mà ở trong cái map bản đồ này. Xem gần chỗ này có bức hình nào không. Không có rồi. Rồi mình sẽ đi đường khác. Let's go, let's go. Ông ta, chuồn luôn. Sợ ông ta lại quay lại nhìn vào đây thì chết. Đấy là một đường vòng. Rồi, mình cứ tiến ra từ đây đi. Biết đâu ông ta đi lối khác rồi. Let's go. Đó, các bạn cứ đi xung quanh và tìm những bức hình còn lại. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang tựa game tiếp theo, Twilight Express 2. 12 giờ đêm ngày đầu tiên. Tựa game này thì các bạn phải đi coi nhà, làm sao để con gấu nó sẽ không vào nhà các bạn. Ở đây là 3 cánh cửa đầu tiên và cánh cửa thứ hai và cánh cửa thứ ba. Còn đây là những chiếc cam mà các bạn gắn vào trong nhà. Ok.
to your new summer job at the new and improved Freddy Fazbear's Pizza. Tức lần này tức là có một con gấu sổng chuồng, sau đó thì nó sẽ đi vào nhà nào, bất cứ nhà nào mà mình không biết. Thì khi trong nhà các bạn coi, các bạn phải coi làm sao để tránh con gấu nó sẽ vào nhà các bạn, và các bạn coi làm sao để thời gian được càng lâu càng tốt. Thì lần này rất đơn giản thôi. Các bạn có thể chơi một lần và các bạn hiểu ngay. Đôi lúc thì mình nói các bạn có thể không hiểu đâu, nhưng mà các bạn có thể chơi một lần và sẽ hiểu cái tựa game nó như thế nào. Và khi con gấu nó sẽ vào trong, các bạn sẽ chui vào trong này, trốn. Let's go. Và nó cắn các bạn. Cách chơi rất đơn giản thôi. Ok, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.